À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực La Mã 2. Mình là Tô Tân Qua Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cái cuộc chiến của đế quốc Seleucid. Ở tập trước thì các bạn biết rồi, các cái ánh quân của mình đã tiến sát đến phần lãnh thổ mình đã chiếm được vùng miền nam của nước Ý rồi. Và bây giờ thì tiến áp sát thủ đô Roma của La Mã. Và cánh quân phương Bắc thì đang ở đây rồi, sẵn sàng cho một trận chiến yểm trợ cho thằng đồng minh này, chư hầu này nó tái chiếm. Còn mình chắc mình chẳng có chiến nhiều. Có điều là mình không hiểu cái thằng đệ của mình nó bị làm sao mà nó lại không dám lên chiến ở đây nhỉ. Quánh đi, anh đứng đây anh yểm trợ cho. Đấy, hai quân đoàn đứng đây rồi mà không dám ăn nữa thì anh chịu mày rồi. Ăn ăn nó thôi chứ có gì mà phải sợ. Trên này thì đều ok. Quân đoàn này mình đóng ở đây rồi, ok rồi. Không đáng sợ lắm, nó còn quân đâu, hết quân rồi. Đảo qua xem tình hình, mua được thêm anh cung thủ nào. Hết rồi, hình như lượt này mình vừa đi hết rồi thì phải. Nên đảo qua một chút xíu xíu. Nói chung trung thành của các phe cũng ở cái mức chấp nhận được. À, chúng ta có thể bỏ tiền ra để mua lòng trung thành của các phe phái. Nên chính trị rổ thịt một cách rất đơn giản để tăng lòng trung thành. Tội gì mà chúng ta phải mất điểm ảnh hưởng của chúng ta. Đấy, để chúng ta còn có cơ hội để tăng cái điểm. Ôi vợ chết rồi, vua này, lấy vợ tiếp đi, con đấy nó không đẻ được, lấy con khác đi. Vãi trưởng cho bao nhiêu cái skin hay mà không chịu đẻ. Có cái skin ở đây, tăng tỷ lệ đẻ này. Chịu khó đẻ đi không. Chết tuyệt tự, 77 tuổi rồi, chết rồi. Tuyệt tự, tuyệt tôn mất. Đúng rồi, cho bọn quân nhà mình kết hôn các kiểu luôn. Các kiểu con đà điểu luôn, để nó tăng uy tín của phe mình lên tiếp. Không cần nhiều quá. Chúng ta sẽ có nhiều tướng để có thể lựa chọn hơn. Tăng 2 trung thành và upkeep. To tài, gia tăng ảnh hưởng của phe chúng ta lên đáng kể đấy. 38%. Phe Ai Cập kiểm soát 62%. Lượng lương thực của chúng ta khá tốt. Chúng ta chiếm được vài vựa lúa mì của thế giới, phát lương thực của chúng ta dồi dào ngay, cái gì đâu. Thôi, có lẽ là qua lượt ở phía dưới này xem nào. Ở cái vùng này này. Ở Gamanatia mới nổi dậy à? Mới nổi dậy à? Chiếm luôn, đánh luôn, bắt làm chư hầu luôn. Có thêm một thằng đệ nữa. Lại cắn trại luôn. Xem nào. The door is open. Do not expect fine words. Chiếm nốt cái vùng còn lại cho anh. Vùng còn lại của La Mã đây này, chiếm nốt đây. Police reporting. At your command. Có quân đoàn này đóng đây rồi thì thằng nào dám vào. Ôi giời, La Mã còn cái thằng quật cùi này. Cùi nhưng mà nó mà đẻ thêm quân nữa thì chết đấy nhở. Thôi được rồi, cứ qua lượt đấy. Nền kinh tế của chúng ta đang ở mức cực kỳ hưng thịnh. La Mã còn hai tỉnh ở khu vực châu Phi à?
Ác gì kia, cho quân ra để làm gì đấy? Định cho quân ra làm gì nhỉ? Định ăn cái kia tỉnh đấy quay nhỉ? Mày nghĩ dễ thế thôi. Rồi, chúng ta sẽ yểm trợ cho thằng đồng minh. Ôi trận này nó đông quân đấy, nên là chúng ta phải yểm trợ này. Bọn này nó đánh toàn quân cùi thế này. Epirus. Trận đánh liên hợp. Creamy Archer. À, đánh trên đồng bằng. Ôi ô. Đánh trên đồng bằng này nếu mà mình chơi cái quân đoàn toàn kỵ binh thì hay hơn. Mình đi mình quẩy cho nó lát luôn. Mà nó cũng có quân tiếp viện mà vào mà. Mình tiếp viện nó cũng tiếp viện. Nó lại không công thành mà nó lại chọn tiếp viện. Cũng may là thằng đệ của mình hình như nó cũng giáp. Mình không biết mình vào từ hướng nào. Nếu vào từ đằng sau lưng thì tốt. Đội hình pha lăng của mình sẽ tiến ra lên nhanh hơn. Đó, ôi vào từ bên cánh. Trời lại mưa thì pháo của mình vô dụng rồi. Ông đệ của mình ông tấn công à? Our reinforcements have arrived. Rồi tấn công cánh à? Mình sẽ tấn công luôn theo hướng cánh này luôn. Một thằng nữa vào lốt đi. Đây à? Mấy con voi này. Hellenic cataphracts. Quân tiếp viện ở đâu nhỉ? Thành phố sau lưng nhỉ? Ai già khôn ông. Hầm trông bẫy đá này. Nhảy vào là mất quân đấy. Đơn giản. À chứ nó là xoay đội hình. Xoay đội hình ra để chống mình. Heavy cavalry, ready and willing. Silver shield pikemen. Rồi. Xoay ra để chống mình bên này thì bị thằng đệ nó đánh tạt sườn. The enemy is attacking our ally. Rồi, cứ đánh bên đấy đi. Ôi, mấy con voi. Mấy con voi tiến lên đây. Yours to command. Your orders. Advance at speed. Nini Katapa. Nó đây, ăn mấy thằng cung tên nó luôn. Ready for orders. Orders understood. The brave, ready for orders. Đội cung thủ rồi. Có Hellenic Cataphracts bảo vệ là được rồi. Ready for orders. Loose archers. Đây đây. Quick march. Royal peltasts. Ready. Loose. Nó tuổi gì? Hellenic Cataphracts. Engage. Nó tuổi gì? Pikemen ready for orders. Missile infantry. Missiles are waiting targets. Nó tuổi gì? Nó tuổi gì? Nó tuổi gì? Nó tuổi gì? Sao phải xoắn? Royal peltasts, melee infantry at your command. Silver shield pikes. Tiến lên. Voi đâu rồi? Vẫn chiến tranh. Xông vào đây ăn nó luôn. Ôi giời ơi. Dăm ba cái con ngựa bắn tên. Nó dọa lại. Thôi, pháo của mình đâu rồi? Lão đây. À có lẽ là không cần nữa rồi. Đến đây không? Xong. Royal Peltasts, Commander.
lắm ba cái thằng đáng tết để đòi ăn anh em. Rồi. Shock cavalry. À, nó đặt hố lửa đây. Hố đây. Đây, hố đây. Đây thì hố đây. One of our units has used all its ammunition. Thành công. Tràn thẳng xuống, không phải nghĩ. The battle is turning in our favor. Được. Silver Shield pikemen. Your orders as you command. Understood. Armored elephants. Vòi cản nát luôn. À, sốc vào lưng nó cho anh. Mấy thằng đệ của mình yếu thế nhỉ? Rút ra ba tăng. Sốc nó thế xong lại rút ra đấy. Nó có hầm châm chỗ này, nếu mình chạy vào mình bị chết. Rồi bảo cho kỵ binh ra đây để lùa mấy thằng tấm xà nó không đuổi, mệt quá. Còn mấy thằng cận chiến của nó. Rồi, elephant. Úi giời. Voi của mình càng chết chúng nó luôn. Counterpark. Con tướng của đồng minh của mình dẹo à? Ủa, cái con voi nó vào càng nát đám bộ binh của nó. Cần giết bọn này đi. Mấy thằng này để Catapult giải quyết. Vòi nó lõm chết hết chỗ này rồi. Lõm luôn. Lõm chết luôn. Đây. Rồi, chỗ đấy còn toàn thằng đệ mình thôi. Nó còn mỗi thằng tướng hết à? Ây da! Lo tên của chúng ta. Rồi. Ông đệ ông bắt được rồi. Ôi dồi ôi, sao bọn lính của nó giết được nhiều thế. Ui voi của mình đi càn toàn 400-300. Sướng thật. Ui dồi.
have further orders? Hay. Ông để ông tái chiếm được cái vùng này thôi. Rồi, quân đoàn cấp 6 ấy, đùa đâu. Bọn gì đây? Transteam, Transteam Cavalry. Bọn này cũng khá mạnh. Kỵ binh đời 3. Ready for battle. Transteam Cavalry. Advance. Rồi. Transteam Cavalry. Ready for battle. None will escape. La Mã công thành phát chứ nhỉ? Chả mấy khi được đánh thành La Mã. Mình bắt đầu phải đưa lực lượng hải quân sang bờ biển bên kia rồi để áp chế chúng nó rồi. Chúng ta hiện tại bây giờ chỉ có hai hạm đội thôi. Hai hạm đội nào có quân mà cũng không cần nhiều hơn. Như vậy là đủ rồi. Hai à? Ba chứ. Ba hạm đội. Chà. Úi dồi ôi, thành La Mã đẹp thế. Úi dồi ôi, chạy thế này thì đến bao giờ mới tới nơi. Úi dồi ôi, đấu trường Colosseum. Đấu trường, trường đua này. Trường đua nổi tiếng này. Đấu trường Colosseum. Đây. Ô, thế này thì đánh từ hướng này cũng có thể vào được này. Mình chiếm được đây à? Chỗ này để các viện nguyên lão. Đây là viện nguyên lão và nhân dân La Mã họp ở đây này. Đúng rồi. Này hào ánh mà đến mùa mít cũng vào tới nơi à? Đánh từ đây thì có vẻ gần hơn đấy nhỉ? Ui ôi. Cổng thành của La Mã nó vẻ hoành tráng thế nhỉ? Ui, cái thành to vãi luôn. Mình chỉ có đúng một tí chỗ này để xếp quân này. Làm gì có chỗ nào nữa đâu, cũng chẳng có đi được hướng khác. Chỉ có thể đánh ở cổng này. Có hai cổng mà chúng ta lựa chọn nào, cổng này, cổng này. Cổng này quân của mình thậm chí còn khó ăn hơn khi phải phá cái góc này. Ồ. Thành Roma rộng quá. Coi nào vào. Ready. Bọn này không có phải là leo tường. Mà có khi mình không cần leo tường, mình sẽ phá tường để chui vào. Leo tường này thì tốn quân lắm. Hellenic Catapult. Ui, thành La Mã. Thành nó to quá. Úi dồi ôi, bên này nó có pháo này. What the hell. Chạy ra đây, con nhỏ nó bắn. Cả Catapult đã chạy ra đây. Pháo nó bắn đấy. Suffer.
Rồi, nó không bắn được nữa. Quân gót thanh của nó toàn lính không tên à? Chưa biết là mình sẽ tiến theo hướng nào nhỉ? Đi vào đây à? Vãi thật! Thành Roma rộng quá! Công thủ rồi, lên bắn điểm trợ ngay. Pha lăng tiến vào. Sập cổng thành nó ra. Bao nhiêu đá dội vào vẫn chưa vỡ được cái cổng thành của La Mã này. Thành Rome. Bảy bảy phần trăm rồi. Pha lăng đâu tiến vào. Tràn ra rồi The enemy's gates have been destroyed. Rồi, cổng thành của nó tan nát rồi. Vỡ cổng thành rồi. Missiles ready and waiting. Cung thủ rồi bắn. Pha lăng tiến vào. Rồi. Stop. Ông thủ vẫn bắn điểm trợ tốt đấy nhỉ. Bắn vào cái chay.
Silver Shield pikemen. Oh. Ừ, chúng ta đang tràn lên tường rồi. Bắn nó cho anh. Không để cho chúng nó bắn quân mình thế. Rồi, giải quyết đám trên tường của nó đã. Ôi da. Dụ. One of our units has used all its ammunition. Melee infantry ready. Rồi, cung thủ đâu rồi? Bắn chứ tình vào. Phá nát tường của nó ra. Dạ, mày ăn đội hình pha lăng làm sao được. Nó đã cử các đơn vị quân tiếp theo ra. Mấy thằng lễ dương của chúng mày á, đáng sợ, chết hết. Ồ, dăm ba cái thằng lễ dương của chúng mày. Ái da, trèo lên à, trèo lên tường à, dăm ba cái thằng lễ dương. Tiến vào. Ma cái thằng lê dưa củi đấy. Tiến vào đã thì cho voi vào. Ôi, dừng tên, có thể phải dùng đến sau này, bây giờ thì không cần. Xong. Ăn làm sao được đội hình pha lăng. Chạy đi chứ gì đấy. Tiến vào. Tiến vào đây. Hết rồi, quân nó hết rồi, tiến vào. Hellenic cataphracts. Cùng hành quân giữa mùa xuân nào. Thành La Mã rộng quá. Voi của chúng ta bây giờ mới vào. Phá tan thành La Mã.
Ôi nó bắn gì ấy? À còn vài thằng lính của chúng nó bỏ chạy. À. Còn thanh niên cuối cùng. Ai à, bị găm vào chân thì chưa chết à? Chết vì lý do rất lãng xẹt. Một con voi nó bắn tên. Hành quân vào. Đâu rồi? Chắc chắn nó còn quân trong này đấy. Có kìa. Ta đang bị bắn tên ở đâu ấy? À đây rồi. Rồi quân dàn quân dàn quân đây. À, bị tháp canh nó bắn. Mày lấy lao anh, mày lấy lao anh. Tướng của nó này. Ba lăng. Xổi. Úi xổi, úi xổi. Úi xổi. Ba lăng đã đến. Thành La Mã. Thành cuối cùng của quân... Ôi, cái thành Rome rộng vãi, thành này mà phòng thủ thì sướng phải biết. Nếu mà có quân tiếp viện nữa thì tuyệt. Cái này mà quân một quân đoàn thủ thành sau đầu lại một phun tách thì ăn được nó thì chắc là cũng còn vỡ mồm luôn. Cái thông báo này là chúng ta đã kiểm soát được thủ đô Roma, tàn phá La Mã. Trời ơi. Những người Hy Lạp đã chiếm đóng được La Mã. Rồi, Rome đã thất thủ. Rome đã thất thủ rồi. Rome đã thất thủ. Đấu trường Colosseum của nó này. Mình không thể sửa được. Muốn sửa thì mất. Nó cứ để lại, để cái đấu trường này lại. Chứ 8 phút tăng tiền mà. Nó được nhiều thứ hết đấy. Cộng Public Order. Đấu trường Colosseum. Nó dù sao nó cũng là một di tích lịch sử, chúng ta không nên phá hủy vội thế. Rồi, bây giờ thì quân đội hạm đội này sẽ hành bơi ra. À không cần, bên đấy đã có một hạm đội đóng rồi cả. Hạm đội này vào đây. Bóng đây nữa là chặn đứng đường tấn đi sang khu vực biển bên này của nó rồi. Tốt quá. Rồi, nó không có một cái điểm gì để có thể tấn công được mình nữa. Không còn một cơ hội nào. Các quân đoàn châu Phi bắt đầu
that path is blocked. I am with you. Ngoài thanh niên này định tái chiếm à? Hơi khó đấy bạn. Các hạm đội của anh đóng ở khu liên hợp này đủ đấy. Hơi khó để ăn đấy bạn. Mày có vài thằng quân này hơi khó đấy. Rồi. La Mã nó còn vài cái thành ở đây nữa thôi, chiếm nốt đi các em. Có vẻ quân La Mã không còn nhiều đất nữa rồi. Rồi. Trung thành của các phe sao nào? 22, 25. Cô mà để đi nhá, không để là chết đấy. Chết dở, gia tộc của chúng ta sắp tuyệt tự bị tôn mất. Em để này mà ăn đấy anh, hai đội quân của anh bảo kê cho mà không ăn à? How can I be of assistance? Swift and silent, a shadow among shadows. Is there nothing else? I have seen it. Đầu độc quân đội đối phương chiếm cái cảng cho anh. Qua lượt quát đời ngon rồi. What the hell? Sao cái đám đệ của mình nó đứng một đống ở kia mà nó không trèo lên bờ nhỉ? Phải thật. Nó toàn bộ binh mà. Rồi. Nó cứ phải đợi đông như thế này nó mới đánh cơ. Bọn kia rút đi rồi. Quái. Magnificence and greatness always come at a price. Ký hiệp ước hòa bình. Ký hiệp ước không xâm phạm nhau à? Mình đang định bắt thằng đấy làm đệ nhưng mà bây giờ nó nằm ở giữa vùng biển của mình. Tăng tốc độ nghiên cứu khoa học thì giờ này thì mình mắc công nghệ rồi còn quan trọng gì. Công nghệ nào mà chả được. Giờ thì công nghệ nào mà chả được. Chết mất một thằng Ready for orders. Advance. Hercules tiếng Việt là Hercules. Mua một con đây. How can I serve you? Ready for battle.
Này, chân dài nhỉ, chạy khỏe thế. Ấy da, ông đệ mình tiến cũng khá. À, thằng Minh Vô nói chiến tranh với thằng La Mã rồi. Be welcome, emissary. Did I hear you correctly? You want to trade? No. Our people do not have a craving for dung. Nó chiến tranh thằng La Mã thì nó phải thân với mình chứ nhỉ? Sao nó lại láo thế nhỉ? La Mã hết đất rồi. La Mã sắp diệt vong rồi. Bảo vệ cảng biển sao đấy? Rồi. Ready for battle. Kiểm soát hầu hết các chiến hạm rồi. My sword is yours. Một quân đoàn La Mã đi xuống biển này. Kỳ cục nhỉ. La Mã lại xuống biển thì làm ăn gì? Ai à? Trừ áp kíp này. Con này có cái skill trừ áp kíp. Hay nhỉ, cho nó vào quân đoàn được. Đấy à, ôi giời, Warstrom à. Warstrom cũng chả đánh được đâu. Toàn Warstrom luôn, sợ thật. Commander, on the move. Look to the defenses. I will see it done. Tấn công tiếp đi em. Tấn công tiếp đi. Để anh kiểm soát thành Rome. Kiểm soát thành Rome. Besieging the settlement. The way is blocked. Xong rồi. Như vậy là đã xong. Tinh thần chiến đấu cho binh sĩ. Ơ à. Tinh thần chiến đấu cho binh sĩ và hải quân. Tinh thần chiến đấu. Vùng này thì nó tăng giáp này. Giáp hay hơn, tinh thần chiến đấu thì cũng không quan trọng lắm. Yes. Ready for orders.
hải quân của chúng ta sẽ đè bẹp hải quân của La Mã luôn. Đây, cho ra đây. Có thể thành lập thêm một hạm đội nữa. Quá tuyệt vời. Hỏa lực chiếm được cả thành La Mã rồi. Bắt La Mã làm chư hầu thì cũng hay. Rồi. Thiếu lương thực ở Mỹ. À rồi. Giải quyết lốt thằng đấy, anh khác giải quyết cho. Anh đang muốn giải quyết nó. Syracuse, anh chưa có lý do để tuyên chiến với nó lại. Như thế thì tốt quá. Đâu? Cái mấy thằng La Mã này cứ đứng ở đây để làm gì đấy? Rồi, như mình đánh nốt thành này là mình hoàn thành nhiệm vụ của game rồi. Chắc phải qua lượt mới hoàn thành. Thành La Mã này mạnh vãi chưởng. At your command. Make haste, men. You have further orders. Tiên phải đuổi được cái hạm đội này và cái quân đoàn này của nó đi ạ. Ăn liền. Dăm ba cái thằng La Mã này dám cho quân ra biển. Chả mấy khi được cái trận đánh hải quân trên biển này. Ôi đi ra vùng nước xấu bị chết mất quân kìa kìa. Sương mù à? Có thể tiết là tốt hơn không? Úi dồi ôi. Battle group ready and awaiting orders. Come together. Assault ships ready for orders. Ships waiting. Orders. Ready, willing, and able. Rồi. Ships at your command.
battle group ready. Assault ships ready for orders. Lên là lên là lên là lên lên là lên lên nóc nhà để bắt con gà. Let us meet our fates with good humor, trusting to the will of the gods. If we are marked for victory, then we shall celebrate in the same way. Húc chìm hết thuyền nhưng mà trời. Phá chưa bắn à? Chưa vào tầm. Assault ships reporting. Hạ hết thuyền nó cho anh. Rồi. Dám ba cái thuyền cùi để dám dọa anh. Trượt ác thế. Cánh cái này. Ơ kìa, ơ kìa. Assault ships ready to attack. Ready, willing and able. Ships waiting. By your command. Assault ships ready to... Tăng tốc lên cho anh. Tăng tốc lên. Úp, chìm thuyền nó luôn. Hôi chim. Một phát. Đúng rồi. Cho nó tập bơi luôn. The battle is turning in our favor. Cho nó tập bơi, cho nó tập bơi luôn. Nó thích áp sát à? Cho nó tập bơi đi em ơi. Cho bọn này tập bơi hết luôn. One of our ships is being boarded. Cho nó tập bơi. We await your command. Ready, willing, ready for orders. Your orders. Cho nó tập bơi. Commander. Đây. Cho nó bơi luôn. Rồi. Assault ships reported. One of our units has used all its ammunition. Dăm cái thằng La Mã này mà dọa anh. Dăm ba cái thằng La Mã này mà dọa anh. Assault ships ready to attack. Xong hết rồi. Assault ships ready to attack. Ready. By your command. One of our units has used all its ammunition. General, orders understood. Hook. Dăm ba cái thuyền của La Mã này. Dăm ba cái thuyền của La Mã này. Ready for orders. One of our ships is being boarded. Nó sang thuyền của mình à? Crewed and ready. Chìm xuống hết rồi con ạ. Assault ships ready for orders. By your command. Đối với hải quân thì hơn đâm húc là cách đơn giản nhất để giải quyết bọn này. One of our units has used all its ammunition. Gì mà có vẻ cận chiến. Trời ơi. Đâu mà cận chiến. Húc luôn. Ready, willing and able. Ships at your command. Support ships ready. Chìm xuống. One of our units has used all its ammunition. Húc. Thuyền pháo. Thôi không bắn nữa, kẻo chết quân mình. Dăm ba cái thuyền của La Mã. Dăm ba cái thuyền của La Mã. Húc. Úi dồi ôi. Dắm ba cái thuyền của La Mã mà láo với hải quân của Hy Lạp à?
Húc nó chìm xuống luôn. Thế thôi gì? Láo được không? Còn láo được nữa không? Rồi vào vùng biển này. Chui vào đây để hồi hiện. Ok. Hồi xong rồi ra xử lý cái cảng này của nó. Ready for orders. Your orders. Đội này thiếu có một chiếc này. 19 này, thiếu có một chiếc thuyền này. Đội này 18. Put your backs into it, you men. Vậy. None shall pass. Hạn này thì thừa thuyền pháo. Fleet reporting. Put your backs into it, you men. All hands to the oars. Yes. Về đây để mua quân đấy. All hands to the oars. Your next command. Recruiting more ships. Rồi. Tuyệt vời. Ô. La Mã hết đất rồi cả. Đi theo thằng này bảo vệ nó. Xong rồi, La Mã xong rồi. Ủa. Dẹo luôn mới đâu chứ. Lại cử quân đoàn ra đây để định móc lốp cái hạm đội này của anh nhỉ? À cái cảng này của anh nhỉ? Làm gì có cơ hội em. Làm gì có cơ hội để làm những việc như vậy. You have my attention. Now. I have heard. You're in. Này. Mình chiến tranh à? Mình tưởng qua lượt này nó sẽ thông báo là mình đã hoàn thành chiến dịch chứ nhỉ? Rồi. Ready for battle. Thằng này quay thành quân di cư rồi. Khả năng nó tái chiếm tỉnh này. Thằng đệ mình. Chạy hắn tới rồi. Ready for all. We take this settlement. Ready for battle. Laying siege to the settlement. Ai chả nó đông thế. March. Journey completed. Đông phết đấy. How can I be of assistance? Đông phết. Rồi xem nào, xem các cái trung thành cao phết nhỉ. 38%. Có cái bọn này đúng là nó không biết đẻ thật.
Ôi, chúng ta nhận được cái danh hiệu gì kìa. À đúng rồi, chúng ta hoàn thành chiến dịch rồi. Đấy, giải ơi, đội hình pha lăng La Mã. Úi giời. Rồi, chúng ta đã hoàn thành chiến dịch rồi. Thực ra bây giờ có muốn làm tiếp hay không thì mình cũng chẳng biết. Chúng ta đã hoàn thành chiến dịch và... Mission success. Ám sát mất một tướng của mình. Và đứng trên đất của thằng đệ, đứng trên đất linh tinh này nguy hiểm lắm. You have further orders? Hoàn thành chiến dịch rồi. Chiến dịch đã được hoàn thành. Hi, thanh niên này toàn lính củi không dám đánh nhau bọn này. À, bọn này nó vác quân ra đây nó bảo vệ rồi. Thanh niên này thế. Bọn này nó có thành đây nó bảo vệ cho quân đóng rồi hết rồi. Khổ thân mấy thanh niên này quá. Thành room. Chả có nhẽ. Rồi chứ bây giờ làm gì? Kết thúc chiến dịch rồi. Xem bây giờ có muốn đánh tiếp thì không chứ. Đánh tiếp thì thực ra cũng chả có cái gì nữa. Bây giờ đánh tiếp thì cũng nhanh. Mình giải quyết tí là xong. Mua quân à? Thanh niên này đang mua quân. Tiền nhiều ghê à? Thằng La Mã còn hai cái thành trên này thôi, hai cái đảo. Hầu như không còn quân nữa rồi. Bắt nó làm chư hầu. Bắt La Mã làm chư hầu. Nghe buồn nhỉ. Chỗ này thành đất màu đen à? À, quân nổi dậy. Quân nổi dậy kiểm soát đây. Get the blockade set up.
Lại dăm ba cái thằng La Mã này. Cướp bóc hay là đốt phá nhỉ? Xong, La Mã tàn đời. La Mã tàn đời nhỉ? Còn một thành duy nhất trên kia. Hạm đội này chưa hồi hoàn toàn này. Chắc phải mất mấy lượt nữa mới hồi được. Xuân, quân của mình đóng ở khắp nơi này kìa. Qua một lượt nữa xem còn có cái gì hay 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 không. Excellence is not an act, it is a habit. Kiểm soát được từ đâu toàn bộ bán đảo Ý này, à, châu Phi rồi. Cái quân đoàn của mình đóng ở châu Phi đủ để có thể tiếp tục cuộc chiến lốt với cái thằng người chân chạy kia đấy, nhưng mà chẳng biết mình có lên đánh không. La Mã giờ chỉ còn là cái bóng của chính mình. Nó tăng trung thành. Cái khỉ đấy Civil War. Làm sao mà Civil War được? Trung thành của chúng nó cao này mà. Civil War làm sao được? Cứ thoải mái đi. Thằng nào dám bảo Civil War được? Cứ gia tăng quyền lực. Đáng kể quyền lực cho phe mình. 10, 10, 16. À đúng rồi, cho bọn này đi ngoại giao đỡ tốn, đỡ phí. Con này nó rất hợp với bọn Greek. Hmm.
đáng kể trung thành luôn. Rồi. À, cái gì nhỉ? Có anh em anh hỏi tại sao là anh để trung thành nó thấp, cái mức độ kiểm soát của chúng ta thấp như này, có 38% trong khi phe khác tận 62% mà nó không xảy ra nội chiến, bởi vì các bạn nhìn rồi, cái trung thành của các phe nó cứ trên 20% này thì nó không nội chiến, à trên 0% thì nó không nội chiến được đâu. Đây, chúng ta kiểm soát được. Ủa, Roma thuộc ảnh hưởng của mình rồi. Các vùng này bây giờ nó ảnh hưởng của mình rồi này. Ảnh hưởng của phe Ai Cập ít dần, nó kiểm soát châu Phi. Phe của mình tăng đáng kể. Park, Greek. Greek để ảnh hưởng Parthia, Parthia ảnh hưởng cái vùng này. Chịu thật. Thôi. À, có lẽ mình sẽ tạm dừng cái chiến dịch này ở đây. Và nói chung thì bây giờ nhiệm vụ đã hoàn thành rồi, có đánh tiếp thì cũng chỉ là những trận chiến liên tiếp theo đó thôi, chứ cũng chẳng có gì cả. Và thế giới bây giờ chỉ còn mấy thằng dợ ở trên này thôi. Thích thì đánh, không thích thì thôi, cũng chẳng vấn đề gì. Nếu là anh em thì nếu anh em muốn bởi vì còn thằng như mình không nhận thì còn nước Anh nữa, nước Anh trên này nữa. Nhưng nói chung thì nó cũng chỉ giống mấy thằng dợ thôi, không có gì đặc biệt cả. Đấy. Nói chung thì nếu đệ mà nhóm kiểm soát ở đây này, nước Anh đây rồi. Are you brave or foolish? Nước Anh ở đây. My ancestors were quite... chiến tranh với bọn này. Bọn này. Đúng thế. Nước Anh. Trong chiến chạy giờ thì quá đơn giản cho mình. Cuộc chiến ở đây thì thằng đệ này mình tiếp viện cho nó là nó sẽ đánh lốt mấy tỉnh này ngay. Đây này, chỉ việc cho quân đoàn này lên đây kiểm trợ nó phát là nó đánh chiếm tiếp ngay mà. Ready for orders. Ready for further orders. Đây nữa. Make haste, men. Thằng Epirus bị tiêu diệt rồi. Thằng này thì lượt sau mình sẽ cho nó di chuyển về với cái thành xưa này. Cả này. Rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong các cái chiến dịch khác của mình.